Sáng má nè, má trộn đồ, má tự má trộn đồ mang ốc miêu hả má? Ốc Nguyên. miêu chuối với bơ ghê không? Bà tám múc bánh canh ăn nè, bánh canh giò sắm. Sáng chị Hằng nè, hồi sáng chị Hằng xào mì nè, nuôi nuôi xào bò với một nấu một thêm một nồi cái bánh canh hôm qua còn nước á. Chị Hằng bỏ thêm cái giò sống này vô để ăn với bánh canh với nùi. Vì hôm nay có hẹn với lại fan bà ta, ấy quên lộn, fan của bà ngoại. Fan bà ngoại 85 tuổi. Sáng đi bộ lạnh không á? Không lạnh à? Sao chị Hằng nó lạnh quá trời. Mặc cái áo làm gì? À, hẹn ngoài sờ cà phê Starbucks. Hôm nay má hẹn bạn fan 85 tuổi đi uống cà phê. Tối má ngủ được không? Được đúng không? Con vô là con thấy má ngủ à, con vô là má thức rồi. Má ngủ từ 9 giờ hả? 9 giờ tới 12 giờ con vô là má thức dậy. Xong hồi lát má ngủ tiếp. Má ngủ nhanh ghê luôn. Con chưa ngủ là má, con nghe má ngủ rồi. Mừng quá trời. Xong xong rồi sáng con thức dậy là thấy má còn nằm ngủ. Nói trời hôm nay sao 7 mấy má còn ngủ. Ai vậy, là má dậy trước hả? Xong rồi má vô má ngủ tiếp. Lúc má dậy là mấy giờ? 6 hay 5? 6 giờ. 6 giờ rồi má vô ra má pha chanh này kia, cái nó vô nó làm mà nằm nó ngủ tiếp, ngủ tới 7 giờ mấy Tại vì sớm quá lạnh á, luôn. Ừ. đâu có ra ngoài tập. Đúng rồi, đâu làm gì đâu, mới vô mới ngủ tiếp. Trời ơi, má vừa ăn ốc miêu má vừa uống cái nước này hả? Nước này là sinh tố hả? Trời ơi, má vừa ăn mà má vừa Sáng uống. này uống đâu. Hay quá ha. Có ngon mà má ăn gì? Hay là không ngon mà má ráng má ngồi má ăn? Hả? Má có thấy ngon không má? Ngon hả? Rồi sáng hỏi một tí anh. Nó con làm vậy được nhiêu tiền tháng? Rồi con có cho ba má con không? Tí anh nó nói có. Nó có phụ tiền cho ba má Giỏi quá. nó mới lên chức được mấy tháng nay thôi à, nó mới nổi làm nhân viên thì không có nhiều tiền hết á, giờ nó lên được chức quản lý Manager. manager quản Giỏi lý quá. nên nó được tiền cao. Rồi lên đường đi. Trời ơi nắng quá vậy. Hai da Sara kìa má ơi, đi má. Chúng ta đi. Lên xe. Anh hai dắt ngoại ra. Anh hai gà lăng. Ủa? Anh hai giống. Ôi ui. Anh hai chắc đóng cửa. Anh hai lúc nào cũng gà lăng dắt ngoại đi. Đó, thấy không? Đó, nhắc nhắc kìa, nhắc nhắc kìa, nhắc nhắc. Vài bữa thằng Phi mà nó qua. Nếu thằng Phi mà vài bữa mà nó qua, thế nào nó cũng bắt bà ngoại hung nó. Tối ngày nó ôm mặt ngoại hung vô cái mặt của nó đó. Phi á. Bọn này giết chân luôn. Từ đây ra quán cà phê là 7 phút hả anh hai? Quán này là quán anh hai hay đóng đô đúng không? Rồi sáng nay không đóng đô hả? Sáng nay đi Từ chợ. ngày má qua bỏ. Bỏ cà phê luôn. Má qua được có vài bữa chứ nhiêu là má hết Ủa? ba rồi. Lần sơ quần cũng hết ngày hả anh Phúc ha? Rồi cái đét nó khô hết chưa?
khô hết rồi. Khô hết rồi hả? Rồi vậy chiều nay tối nay Lê Quang qua là có chỗ cho Lê Quang chơi rồi. Ổng giờ chứ ổng ở trong nhà, ổng ra ngoài đó ổng chơi chứ ổng đâu biết chơi đâu. Cái chỗ đó giang sơn cho ổng ra ngoài đó chỗ ngồi. Bình thường ở nhà thì ổng ra ngoài sân ổng ngồi ngay trước uống cà phê nghe nhạc, còn bây giờ kỳ này qua đây chắc cho ổng cái bàn ngoài đó ổng sáng ra ổng ngồi uống cà phê nghe nhạc. Bữa giờ cứ hẹn chị Hằng đi gym tập gym với chị Hằng cũng đâu đi được đâu, sáng nào không có chuyện để đi hết á. Rồi bây giờ ngày mai hẹn đi làm tóc với chị Hằng nào mới cứ đi, mà chắc chắn phải đi tại ngày mốt cũng cưới rồi, phải làm tóc trước tại vì mốt là sớm, thiệt là sớm rồi phải đi rồi. Để 5:30 mình thấy đâu à? Để con hỏi lại kỹ giờ lại. 5 giờ mình phải dậy hả? 6 giờ mình ra khỏi nhà. 6 giờ phải ra khỏi nhà. Vậy là 5 giờ mình phải dậy rồi má ơi. Là ai biết hết cấp bao nhiêu lâu mình đưa ra. 6 giờ 5 là phải ra khỏi nhà. Từ đây xuống nhà nó cũng 25-30 phút á. Vậy hả? Còn tí anh tí em là có mặt ở nhà trai 5:30 đó. Ờ đúng rồi, mấy đứa nhỏ là nó sớm lắm á, két này kia. Két nữa đúng không? Không, tét thì qua cùng quán bé qua nhà 6:30 có mặt, 6 giờ rồi nhà rồi. Đàn trai là 5:30 phải có mặt. Đàn trai đi qua nhà gái, đàn gái phải sớm hơn. Đàn gái còn phải... con bé tét là 6 giờ ra khỏi nhà cùng với mình được rồi. Đã tới Starbucks cà phê. Hình như chắc cái cô đó đứng đó quá. Chắc cổ quá. Chắc cổ rồi. Ủa nhìn cổ 85 mà cổ trẻ dữ ta. Xuống. Đi xuống á. Đúng rồi, chắc cô đó. Anh có biết cái chỗ nào đây có cái tiệm ăn đó mà ngon đó, tại vì đi bây giờ lắm. Không, nếu mà thấy pizza McDonald's đi ngồi sướng hơn. Nó rộng rãi hơn. Đúng đó, nó McDonald's bên kia để đi bộ đi cho nó khỏe nhá. Mình đi sang bên kia mình đi. Đi qua bên kia đi. Đi. Khoảng chắc khoảng nửa tiếng là anh Phúc anh đi chợ ra cô. Đi vào trước tiên á. Con nói đừng có đi bộ nhiều. Cái gì mình xài nhiều đó thì nó sẽ hết nhanh. Là đi bộ nhiều mà bây giờ chân nó đi không được. Con đi qua đây. Thành ra là mình đừng có cái gì nó quá đáng hết đó. Ăn cái gì mình cũng không ăn nhiều. Đúng mình ăn đủ nó thôi, mà nên ăn cái gì nó về bạo lực, chẳng hạn như là bánh mì đó. Mình cũng ăn cái bánh mì đó làm bằng whole grain đó. Đừng có ăn bánh mì trắng. Thí dụ như mình đi đâu mà có khách có khiếc thì mình ăn ok không có sao, chứ mình đừng có câu nệ quá là phải đúng như thế. Tốt nhất là mình đừng ăn lo. Tại vì trong người mình á, khi bây giờ mình trẻ thì cũng có nhiều bị. Thí dụ như là cái insulin nó chỉ tiết ra cho nó đủ để mà nó tiêu hóa những cái đồ thức ăn này. Mà bây giờ mình làm nhiều quá đó thì nó sẽ thành tiểu đường. Cô năm nay là 85 đúng không cô? 85 rồi. Mà 34 nữa. Cái tướng của trẻ quá ma, hay cái tướng của không? Tướng của như là người trẻ tuổi chứ không phải là người 85. Dạ, thí dụ như là chịu khó đó. Bây giờ nhá, lấy mỗi buổi lần gội đầu á, mình lấy cái nhựa aloe vera đó, mình bôi lên, bôi từ chân tóc, rồi bôi cả cái tóc nữa, thì cái tóc nó cứng đó. Mình không cảm thấy là nó ít. Rồi bây giờ nó cam bám muốn cái gì? Muốn là bây giờ trong sức khỏe mình muốn cái gì để cho nó khỏe? Má muốn học hỏi cho cô cái cách mà làm sao cho đừng có bị bệnh này kia. Không, bây giờ cái chân của má đau cái gì? Thì cũng bị chuột rút lắm em, bị chuột okay. Rút quay. Thế bây giờ cái chuột rút đó, nó dễ hơn. Là tại vì mình thiếu magnesium. Rồi bây giờ đó,
thỉnh thoảng thôi nhá, hay uống cái nước dừa đó. Hồi nãy tôi đi tôi tính đem một chai đi mà tôi quên mất đó. Thì cái nước trong cái nước dừa đó nó có cái gọi là nước dừa, nó ở trong hộp thôi phải không chị? Dạ, hoặc là trong cái cặp tun đó, cái cặp tông đó. Đó thì nó có mua cái loại nhỏ nhỏ này thôi. Khi nào á chừng độ 2-3 hôm mình uống, thí dụ nó có cái chai này mình uống một ngày cái chai đó thôi, rồi lâu lâu mình mới uống, mình đừng uống nhiều như vậy. Đó thì rồi mình chịu khó, tại vì nó ở đâu, nó bị vỏ bé ở đâu, cái chân này. Ok, thì bây giờ đó mình làm này, nó vỏ bé mà nó vỏ bé ở những cái bắp bắp chuối này này, đúng không? Đúng rồi. Chịu khó mình làm này hàng ngày, rồi cái khi mà mình vỏ bé nó bị vỏ bé, mình lấy cái tay ấy, mình bóp ra này thì nó nhả ra rất là nhanh. Rồi nếu mà mình có sức nữa thì mình làm này. Nhưng mà mình làm cái này hàng ngày, ngày nào cũng làm cả hai chân, là tại vì mấy cái này này nó là những cái bắp thịt. Thế thì cái khi mà bắp thịt vặn thế này thì mình làm là tại vì một phần mình thiếu nước, mình thiếu cái chất điện giải. Nhưng mà thí dụ đó, cái lúc đó mà có cái hộp nước dừa để ngay chân đầu, mình uống một cái là nó hết liền. Tại cái đó nó là chất điện giải. Đó, chỉ một cách để chữa, lỡ mình chứ đừng có uống thuốc. Uống thuốc ra nó không bị, nó không có bị say effect cái này. Bác sĩ cho uống thuốc hoài mà không hết đâu, không hết, lâu lâu nó còn bị. Thì nó bị ngay cái lúc mà uống thuốc xong thì nó bớt, nhưng mà xong rồi nó lại bị. Thì thành ra là như uống cái lâu lâu uống ít nước dừa, độ 2-3 hôm thì nó đừng có uống nước ngoài. Nhưng mà bây giờ đó, trước tiên chịu khó ăn gạo lứt. Ăn gạo lứt đi, mua cái gạo lứt mà nó là gạo lứt đó, chứ đừng có mua cái loại mà của đại hàng á, nó đã chà chà bớt cái chắc chắn đi rồi, thì nó không còn nhiều. Gạo lứt thì nấu cách sao cho em nấu nó khô ra? No, dễ lắm, tôi nấu rất là ngon. Gạo lứt mình ngâm ít nhất là 4 tiếng, xong ngâm rồi. Đêm, một đêm không cần, 4 hoặc 6 tiếng thôi. Thí dụ buổi chiều mình nấu thì sáng hôm nay chừng độ 10 giờ mình dậy mình ngâm. Mình khi mình ngâm mình xả nó đi, xong rồi là mình cho nước và mình cho ít muối vào, mình ngâm cho đến khi mình lấy. Là để tại sao? Là tại vì trong cái vỏ gạo lứt nó có arsenic. Arsenic thì nó là chất độc. Thế thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Bây giờ mình phải đặt mình vào cái trường hợp là mình già rồi, mình nhớ không có được. Nghe không? Nói bây giờ chứ chưa chắc bà má nhắc lại, bà má đã nhắc được. Nó có nhiều tên. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ, tại mà sao tôi nhớ tên là để cho cái óc tôi từng Alzheimer. Chứ còn mấy bài già này không có nhớ nổi đâu. Ok. Thì mình cứ là bây giờ cái ngón tay này là phổi. Cái ngón tay này là ruột già. Cái ngón tay này là tim. Theo thành ra là thí dụ bây giờ ca má bị tim nên làm cái này nhiều. Đúng rồi, em bị tim á. Chuyện cao nhất nữa nhé, không có nên ăn khổ qua nhiều. Nhớ cái chuyện đó. Khổ quá không nên ăn nhiều, trong khổ qua nó có những cái chất không tốt cho tim. Thành ra tôi thấy mấy bà già thích ăn khổ qua quá đi, mà tôi muốn nói quá đi mất rồi, mà tôi không biết làm sao mà giúp người ta. Không ăn nhiều, không ăn nhiều. Đúng, không được ăn nhiều. Đúng rồi. Ăn chút chút thì ok hả? Con... Lâu lâu mình ăn một lần, chứ ngày nào mình sẽ bị nặng. Thành ra là nếu mà bây giờ Kama bị tim, Kama cái chịu khó làm cái này. Ok. Sự thật một ngón tay á, cái này là đầu. Cái này là cổ. Cái này là thân mình. Chân, chết các thứ, nhưng mà mình nhớ không có nổi đâu. Thôi thì mình cứ làm hết. Làm hết cái nào là hết. Ngày nào mình cũng làm, thí dụ buổi sáng mình làm bình thường á, nó cho là mình làm 7 lần
một ngày. Thì bây giờ mình làm 7 đến đây, rồi mình làm đến tiếp đến đây. Mình làm tiếp đến đây. Đâu, cà má thử đi ạ. Thử xem cà má làm như thế nào, có đúng hay không. Ủa là cô bây giờ cô 85 nhưng mà cô không có bị bệnh gì hả? Thiệt luôn hả? Cô ghê vậy. Cô không bị bệnh gì luôn. Cô có thể thao gì không? Đâu. Buổi sáng thôi, ngày hôm nay là tại vì tôi biết là mọi người bệnh. Chứ không bao giờ mà tôi đi ra khỏi nhà mà 9 giờ sáng. Không bao giờ. Hiếm hoi lắm, cô mới đi ra đây 9 giờ sáng với mình đó mà. Hiếm lắm. Là cô ở nhà thôi. No. Sáng giờ tôi dậy, tôi tập cho đến 9 giờ, 9 rưỡi. Ít nhất mỗi một ngày buổi sáng tôi phải mất 1 giờ đến 1 giờ rưỡi. Là tại bây giờ mình già rồi, mình chậm. Mình làm cái gì, mình nghỉ. Chứ không như ngày xưa. Ngày xưa thì mình Nhanh. Mình đi một bước nó dài như này. Bây giờ mình đi bước ngắn như này. Và các má nhớ nhá, đừng có bao giờ bước dài nhá. Tại vì khi bước dài á, khi mà nó trượt một cái mình sẽ té nhiều. Còn bây giờ mình bước ngắn như này này, dù mình có té mình cũng không có té lại. Đi bước ngắn. Mà bước như nào vững cái đó, hãy bước tiếp. Tôi chưa bao giờ té. Thôi đừng có nói rồi mất công. Đúng rồi, gõ. Mai chị Cô ăn đi con. Thôi chạy cái để nói tiếp chứ không bao giờ nó quên mất. Sao vừa nói vừa ăn. Rồi bây giờ nhá, cái tay ta nóng lắm. Đúng rồi, tay chị ấm. Thấy không? Đúng rồi, tay của cô ấm ha. Ngày xưa cũng lạnh như thế này. Chứ không phải đâu. Cũng lạnh y hệt thế đó. Ai cầm bằng mình ấy, cô nói trời ơi sao cái tay cứ đưa mát quá. Nhưng mà về sau mình thấy rằng là nếu mà bây giờ cơ thể mình ấm nóng thì mình khỏe. Vì máu nó lưu thông. Bây giờ tại làm sao mình đau thì máu nó không lưu thông đến đó. Bây giờ có cách để máu nó lưu thông là chịu khó này, lấy cái tay ấy ở hốc nách này, ấn cái hốc nách đó. Cô chỉ má má nhớ không? Má ấn này. Nè nhá, cái này. Tại vì hốc nách nó có cái nó có một cái huyệt. Đó. Ấn nó vào, ấn mạnh cái này nè, ấn nó vào để cho máu nó lưu thông. Thấy không? Trong khi mà ấn cái này thì cái này bóp cái này. Giống lệ thi chỉ hả con? Lệ thi rất giỏi, nhưng mà lệ thi chỉ cho người trẻ được. Không có thể chỉ cho má được. Không chỉ cho người già được. Lệ thi rất là giỏi, rất là hay chữa bệnh, rất là giỏi. Ai có bị hỏi lệ thi được. Tại vì tôi coi tôi thấy đúng, rất là đúng. Tại vì cô ấy hãy còn trẻ, cái óc cô còn nhớ chứ bây giờ tôi làm sao tôi nhớ nổi nhiều như thế. Nhưng mà thấy cô cũng nhớ nhiều chứ. Không, nhớ nhiều là vì mình thấm vào đầu từ xưa. Chứ bây giờ mình không thấm nổi đâu. Có nhiều khi có một câu thôi mà học một tuần lễ mới thuộc. Nói trước quên sau, nói quay thế này mà. Nghĩa là nó nè, cái bàn tay này để là nghĩa là mình làm được hết. Đúng rồi, làm 7 cái. Có thể mình làm hơn nhưng mà đừng làm 7 cái thôi. Xong đến cái tiếp thế này. Cái bàn tay này nắm như thế này, này. Từ cái này nó đi mà mình xoay như thế này là tại vì ở đây này nó rất là nhiều những cái huyệt thần kinh, dây thần kinh. Đã, tại vì có những cái sách nó chỉ mình rằng là bây giờ một ngày mình chỉ ấn như thế này thôi mà mình cũng chữa khỏi các bệnh. Nhưng mà bây giờ mình làm như thế này á thì mình hút nữa. Bây giờ làm độ một tuần lễ thấy mình khác liền. Khác ngay. Vậy giờ tối con rảnh con làm cho má con được không? Không thì bà làm dễ hơn. Mình làm cho bà đúng khó rồi. Lắm má. Mình làm ở những cái chỗ hơn. Khác. Mình làm cho bà ở bàn chân. Không nói giờ tôi nói là lấy máy sấy tóc có làm không? Dạ. Tối má ngủ thì con massage chân cho má. Tại vì cái giường má ngủ cái máy cái sấy tóc cái không có chỗ cắm điện. Nhất là khi mà mình mới tắm ra đó, người mình còn lạnh á, mình làm liền. Sấy liền. Bao giờ buổi tối mà tắm rửa xong á là tôi cũng làm liền. Làm cho nó nóng thì cái khi mà hơi nóng á thì mới đầu hơi cái này. Hơi cái ngực. Ngay cái chỗ này, cái này nó gọi là cái ức. Đó. Nó giữa hai cái này. Mình hơi cái này, rồi mình hơi xuống dưới đây. Mình hơ ở cái rốn nhá để cho mình ăn ngon.
cho ăn ngon lắm. Tại vì có nhiều người già họ ăn không ngon. Tôi ăn rất ngon, cái gì cũng được hết. Không ăn nữa. À, phải ăn ngon thì mình hơ cái lỗ. Nếu mà hơ cái rốn thì mình hơ ngay cái lỗ rốn đó. Thế bây giờ ở cái lỗ rốn hai bên nó vào khoảng hai cái này ha. Nó có hai cái huyệt mình hơ này. Xong rồi mình hơ xuống dưới. Ở dưới cái rốn nó có cái huyệt này. Cái huyệt này để mình không có đi tiểu đêm. Thành ra là bây giờ mình làm một lần mình làm hết. Hay quá chị gọi đó. Nhưng mà mình hơ bao lâu cô? Mình cứ hơ trên nóng. Yeah. Đừng có làm nóng quá. Mà đừng có làm nguội quá. Yeah. Không? Chị nói xin lỗi chị, có mấy cháu? Có một con gái. Yeah, có hai cháu ngoại. Dạ. Thì như mà ông cái đứa con đâu? Dạ. Ông xã và chết 7 năm nay rồi. Chết mất 7 năm rồi đó. Dạ. Nếu mà ông đó mà nghe tôi thì ông ấy chưa chết. Hút thuốc lá, chuyện thứ nhất. Hai, xưng phổi. Thì cái khi mà xưng phổi và nhà thương á, nó nói vô bỏ thuốc lá đi. Mình về mình nói vô bỏ thuốc lá đi. Ông ấy cứ lửng lơ này. Thế xong rồi là ông không chịu bỏ. Ông chịu bỏ thì nước nó lại vào phổi nữa. Hai năm sau ông chết. Thì thôi đành thôi. Chịu hơn ha. Tại mình nói không có được, bây giờ làm sao. Nhưng mà cái lúc ông chết ông là 87 tuổi rồi. Thì cũng không phải là cái người ít. Cũng phải trẻ mà cũng không phải. Nhưng mà nếu mà ông sống lâu nữa đó, thì ông ấy cũng khổ mà mình cũng khổ. Yeah. Là tại nó dễ trở thành nằm nằm một chỗ, không có làm gì được hết. Yeah. Thì mình còn khổ hơn nữa. Thấy không? Người sống cũng khổ, mọi người bệnh cũng khổ. Yeah. Thì thôi cái lúc đó. Nhưng mà được cái trời cho tôi là tôi cầu xin cái gì thì là được cái đó. Đừng có cho tôi khổ lắm, khổ vừa vừa thôi. Tôi khổ lắm, tôi chịu không nổi đâu. Thật đó chứ. Không? Thì thành ra là chịu khó hơn. Bây giờ sáng ngày ra dậy. Nhớ nhá, đừng có đi bộ nhiều. Nếu muốn đi, nhưng mà đi một mai hai mai quá nhiều thì tất cả những cái bộ phận là nó khô dần. Làm sao mà mình làm sao mà mình cho nó hết đau. Hết đau muốn á, thì nó phải chích một cái loại ở trong mấy cái khớp xương này này cho cái chất nhờn. Mà có nhiều người chất nhờn, có nhiều người không. Nhưng mà tại sao mình khổ dữ vậy? Không có làm nhiều. Bây giờ nếu mà tam má muốn đi bộ ok đi ít đi thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà đó thì theo tôi á, buổi sáng tôi dậy nên đi trên cái đầu ngón chân đi này, đi chừng độ một ít thôi. Hoặc là đứng như này là tôi ở nhà tôi đứng tôi đập cái này này chừng độ 20 cái. Thế xong rồi đập cái này độ 20 cái là tất cả cái này đó là dây thần kinh. Thì dây thần kinh thì mình làm đó nó hoạt động, chân tay mình sẽ máu nó lưu thông thì mình không có lạnh đó. Nhưng mà cái cốt nhất là bây giờ là phải hơi để cho nó lấy thì chắc không chân tay lạnh quá. Lạnh quá má ạ. Máu nó không có lưu thông. Chân tay phải ấm. Ấm khác. Đó thì mới được. Thì đó mà cái tin nhớ cái này để cho máu nó lên óc nè. Làm thì làm cả hai bên. Thí dụ ấn như này độ 10 cái. Đây tôi đi để nhé. Rất cẩn thận để không bao giờ đọc. Cứ như thế này thì bọc được nè. Trời ơi. Vậy nhé. Thí dụ như bây giờ căng má muốn thế này, hai huyệt giúp cái huyết lưu thông trừ nhiều bệnh này, những huyệt giãn này, sáng dậy này ấn ở chỗ nào này. Nhiều khi mình không nhớ, mình phải ghi thế này để mình nhớ chứ chả phải làm việc. Chứng tiểu đêm này muốn học không? Tiểu đêm ai một đêm mấy lần dậy chắc là tôi chết. Tối chưa bao giờ tôi ngủ dậy ban đêm hết đó, ngủ mạch. Nhưng mà đó là trước khi đi ngủ uống nước đó nhá. Ok, quên nữa. Là tại vì máu đông thì mình bị stroke. Thành ra là trước khi đi ngủ á, nên uống không phải trước nữa là vào khoảng độ nửa giờ hay bao nhiêu đó. Thì mình uống độ một ly nước ấm, đừng có bao giờ uống nước lạnh nhá. Chưa có bao giờ tôi mà dậy đêm hết á, trừ tôi uống rất nhiều nước. Thì con đi tiểu tại mình uống vào thì mình phải đi ra. Chứ còn tôi ngủ mạch thẳng như sát. Đó. Nè, nếu mà có đây này có mấy cái để mình làm các thứ này này, hướng dẫn bấm huyệt trị chứng tiểu đêm này nha. Có nhiều cái như này này,
chữa mất ngủ nè, có giấc ngủ ngon nè. Hình như cá má ngủ dễ sao? Cũng dễ. Bây giờ thí dụ mất thình lình nó thức dậy thì làm sao ngủ tiếp? Nhiều khi cũng mấy tiếng. Ok, thế bây giờ nhá, lỡ mà tối mà vào trong ấy thì mình có cái mình gọi là xoay tròng mắt, nhắm mắt lại nhưng mà xoay tròng mắt, biết xoay không? Xoay cái lồng đèn đó. Xoay này độ 30 cái xong xoay ngược này, mình sẽ ngủ lúc nào không hay. Hoặc đếm. Mà biết thở không? Biết thở không? Hít vào mà hít vào bụng. Thở ra miệng mà hít hết mạnh, hết sâu không? Nhẹ thế. Thì khi mình hít vào mình đếm 4 nhá. 1, 2, 3, 4 hít vào nhá. Phồng cái bụng ra nhá. Xong rồi giữ lại. Xong rồi thở ra nhẹ nhẹ. Hết cái bụng nó ra là 8. Hết nó ra hết. Ok, làm động mấy cái nó ngủ lúc nào không hay. Nó có những cái cách để cho mình lỡ mà mình không ấy. Hoặc là mình nằm trên giường này đi, mình để hai cái tay mình làm này. Nếu mà đau vai đau viết á thì mình làm này, nhưng mà cái chân đừng có để dưới đất nhá, chân phải qua giày dép để đó, để này nhá, xoay một chiều cái lúc mà đó thôi. Ví dụ buổi chiều mà mình làm thì mình xoay muốn thế nào mình làm, nhưng mà khi mà bắt đầu làm á, cả cái lúc đó thì mình phải làm như thế này. Thí dụ mình làm này, cổ vai vai nó không nằm rất dễ nhớ. Nhưng mà nhớ khi mà làm á, chỉ một chiều thôi, không được hai. Đừng có đang làm này rồi quay này. Và cái hai cái chân á, đừng có để dưới đất mà trên thảm hoặc là trên dép. Để xem má làm giống cô đi cho mọi người biết là mắt tiểu quá mà tiểu không được thì làm gì đó. Không, chưa có tìm chưa ra chỗ để tiểu. Tìm chưa ra chỗ. Lúc nào bây giờ thí dụ ở nhà mà cá má đó muốn tiểu quá đó, nhưng mà thử đi hãy để cho mình biết nha. Nó mới nhớ không, mới làm thử thôi. Nhớ như thế này nhá. Đó, ấy này. Thì chăm thơ thử đi, không làm muốn tiểu. Thế xong nhưng mà giờ nói thôi mình thử xem nó có như là mình nó cầm cự cho mình được khoảng 10 phút. Đúng rồi, không? Đúng rồi. Cầm cự đến 50 phút. Bữa nào thấy má làm vậy biết má mắc tiểu rồi. Ừ, đó, đúng rồi. Đi mai đi chị. Dạ, dạ. Mình sống và mình đau ốm lắm, mình không vui. Đáng là không vui. Mình sống á, mình phải khỏe mạnh. Và mình không đau điếc thì mình tính sướng lắm. Nghe không? Thành ra mình sáng để cho mình khỏe. Mà ngày xưa đó, tại vì phải đi làm, phải trông con, phải các thứ thì mình ít thì giờ hơn. Cái khi mà về hưu đó mới là cái thời gian là được hưởng cho cuộc đời với điều kiện mình khỏe mạnh. Chứ còn không có ai hơn ai hết. Sự thật ra ở đời không có ai hơn ai hết. Chỉ có ai biết giữ gìn sức khỏe và siêng năng tập luyện. Siêng năng tập luyện. Và mình có cái tâm hồn và cái kiểu như là rộng lượng. Đừng có soi mói từng tí một. Đừng có soi mói. Khó chịu mà. Những cái gì cần nói thì mình nói, những cái gì không cần đừng có nói. Ra dựa. Không biết nói xấu. Không biết nói dạ, xấu. Dạ đúng, hả? Đúng. Thấy cô này rất là giỏi. Ai cũng cô khen hết. Vậy cho nó vui cô. Đúng rồi. Tự nhiên mình chê người ta cái mình chê bai người ta cái tự nhiên. Vì thế, đó. Xấu. Có nhiều khi ở ra xã hội cho mỗi người một tính, có nhiều người trên này, có nhiều người trên kia, và cái gì cũng nói, thấy người ta có tí lỗi gì cũng nói, cái đó nó không có đáng. Cái gì mà nó đáng thì hãy làm, còn cái gì không nói. Nhưng mà nhiều người ta bảo tại vì như mà đối với cái người đó người ta cho là cái đó là đáng, đúng không? Rồi. Mà đối với mình là nó không có đáng thì làm người ta sao thích vậy đó, thì mình mới nói rằng là ô, nhưng mà họ phải lấy công tâm đó. Người ta phải nhìn người ta, nó cũng như là tôi nhìn tôi trên vách ấy, để xem tôi có đúng là thật hay không. Thấy không? Thành ra là nhiều khi thì cũng hơi khó, là tại vì mỗi một người quan niệm một cách khác, mỗi người suy nghĩ một cách khác.
suy nghĩ một cách khác, mình không có thể nói được. Đó là vậy rồi. Hy vọng rằng nếu mà mọi người già, chứ mấy người trẻ mình không có nói. Mọi người già mà có sức khỏe, biết sống vui thì là good. Đừng có để về già mà mình đau ốm thì mình không có vui. Đâu có phải ai cũng được như cô đâu. Đâu có phải ai cũng mà biết chữa, cách chữa bệnh như cô, giống như là tự bệnh tự chữa đâu. Đâu có phải ai cũng biết đâu. Đúng, nếu mà ai cũng biết thì ai cũng sống lâu lắc luôn rồi. Đâu có ai mà chết. Đúng không cô? Không, nhưng mà bây giờ dễ mà cũng thành khó. Nghĩa là người ta phải tự nhìn người ta. Cũng như bà ca má này á, má cá biết là ca má bị cái gì, ca má phải làm thế nào, thấy không? Thì bây giờ đó, ca má biết rồi thì ca má sẽ tập như thế, sẽ làm như thế. Những cái mà nó mình ăn mà nó có cái là mọi người thích ăn cái gì ăn nhiều quá, cái gì cũng vừa vừa thôi, đừng ăn nhiều, đừng có nhiều quá, đừng có ăn nhiều quá. Tại vì cái gì á nó cũng có cái mặt trái của nó hết đó. Mọi khi nó còn có cái chương trình mà bác sĩ hỏi bệnh nhân á, trả lời trên radio á. Không có kiêng cái gì hết. Đúng rồi, bác sĩ Mỹ không có kiêng. Không kiêng gì hết, bác sĩ Việt bây giờ vậy. Tại vì người ta nghĩ mình không sống bao lâu, cứ ăn đại rồi chết. Dạ, dạ, dạ. Chết sao mà chết. Bây giờ sự thật ra là thì bác sĩ họ thích nhiều bệnh nhân chứ. Những bệnh nhân như tôi họ đâu có thích. Thấy không? Có đau ốm cái gì đâu. Thấy không? Nhưng mà tất cả là tự mình. Có một cái cô đó, cô hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, mỗi một ngày tôi thèm ăn sầu riêng lắm, mỗi ngày tôi ăn một quả sầu riêng, thì thưa bác sĩ, có hại không? Bác sĩ nói rằng là mỗi một ngày một quả thì hơi nhiều. Nhiều quá. Một hai mỗi ngày. Tuần nó ăn quả thì ok. No, một tuần ăn một quả cũng không được. Không, một muối hay là một trái? Một quả trái hả? Một trái. Để đó thôi. Trái cái nhiều quá vậy. Thèm lắm mà. Một trái. Trời, một tháng ăn một trái ok. Bác sĩ ơi, nếu tôi mà thèm quá cho một tháng ăn một trái. Vì thế đó, mỗi một lần mà tôi ăn á, là tôi ăn nhiều lắm là hai muối. Nhiều lắm. Em cũng vậy. Không có ăn nhiều. Con không ăn luôn. Con thì có kiêng thịt đỏ đỏ không? Dạ không, không có kiêng cái gì hết. Nhưng mà không có ăn nhiều thì có thấy đâu. Nói chung là cô không có kiêng cái gì á, mà cô ăn mỗi thứ chút chút vậy đó. Thành ra là đi ăn ôn vô canh ít á, phí tiền lắm. Ăn có một chút à? Đúng là phí tiền. Dạ, phí tiền lắm. Má thì má không có ăn thịt bò được á cô. Tại sao? Tại má nói má ăn cho má bị nhức người. Ồ, có nhiều khi có nhiều người hình như là họ bị allergy với thịt bò lắm. Họ ăn không có được, đúng rồi. Nhưng mà ăn thịt vịt ấy, thịt vịt rất là tốt. Thịt vịt thì nó như cá. Ăn thịt vịt được. Mà ăn cái nạc chứ không có được ăn cái mỡ. Nó, cái mỡ thịt vịt đó nó như là mỡ cá. Ủa vậy hả? Dạ, thành ra là thí dụ có làm thịt vịt các thứ thì mình giữ mỡ lại để mình chiên cho các thứ. Dạ. Tại thịt vịt nó là một loại mỡ cá. Để cái mỡ đó mà chiên. Hồi đó giờ con không biết, con tưởng ăn. Đó. Ôi, thì con... ai nhìn thấy cái thịt vịt cũng tưởng rằng là nó xấu gì. Ừ. Không. Thịt gà, chị có ăn thịt gà đâu. Thịt gà thì không ăn da và cũng không có ăn nhiều. Có một độ nha, thí dụ ngày mai mình đi thử máu. Ngày hôm nay mình ăn thịt vịt để mình thử xem ra nó như thế nào. Thì kết quả rất là tốt. Cái gì mình cũng thử hết á. Cái gì mình cũng phải làm để mình xem mình ra sao. Hay quá ha. Thành ra là dễ mà. Ai cũng làm được hết. Tại cô nghiên cứu sách vở hả cô? Tại vì tôi thích đọc sách lắm. Nghiên cứu bao nhiêu lâu rồi cô? Lâu lắm, từ cái hồi ở Việt Nam cả. Thích lắm. Ở Việt Nam á, thì tôi có những cái quyển sách mà về lá cây, về cây cỏ mà dạy. Cô có bao giờ giúp người ta chữa bệnh không cô? Không có dám nói. Không có dám mà. Là tại vì nhiều khi lắm. Tại vì tôi bị một lần, tôi giúp một cái bà bác đã bị bệnh trĩ. Thì tôi mới chỉ cho bà là ô cái người này có thể làm được. Nhưng mà khi làm thì nó rất đau, đúng không? Rồi nó mới khỏi. Thì tôi bị người con bà mắng tôi. Tại cái lúc bà đau lắm. Làm đau Cái lúc mà bà đau á,
thì bà ấy chắc nói với con bà ấy, con bà ấy nó mắng tôi từ đó tôi sợ lắm. Thành ra bây giờ tôi nói ai cái gì tôi nói, tôi sẽ nói, tôi cái đó là tùy. Tùy mỗi người. Hết hay không, đừng có đổ thừa tôi. Tại mỗi một người một khác, không có ai giống ai trên đời này. Có nhiều khi thấy đúng, ví dụ như bây giờ tôi chỉ, tôi nói là ô cái này tốt này các thứ, nhưng mà họ ăn nhiều quá, thành ra nó cũng không tốt. Hoặc là họ ăn sai, nó cũng không có tốt. Cà tím ăn, ít ăn. Cà tím ăn cũng nhất. Thì người ta nói rằng là một cọc cà bằng ba ăn thuốc, tất cả các loại cà. Nhưng mà đối với lại người Mỹ và người Âu Châu á, ăn được nhưng mà cũng đừng có nên nhiều lắm, cũng không tốt đâu. Ở bên Tây á, có hồi có ở bên Tây á, trời đất ơi, một cái miếng cà tím như này này, nó chiên thôi, nó làm như ở Việt Nam mà nó nướng lên nó ấy á, bao nhiêu là tiền á, có lúc đó là cũng nhiều lắm á, chứ không phải là rẻ đâu. Tại vì cái đó là nó nhiều vitamin thì phải, các thứ. Đối với chỗ đó thì nó cho là vậy, nhưng mà đối người Việt Nam thì tất cả các loại cà đều không có tốt. Cà đúng rồi, cà đó ăn nhất đó. Nhớ, thì người ta bảo một quả cà mà ba thăng thuốc nhất là cà tím đó. Nên là cà pháo. Cà pháo, cà pháo, cà bát, cà pháo. Cũng ăn tốt hả? Không bao giờ tôi ăn, chưa bao giờ, sợ lắm. Ăn tốt nhất là cái quả ô liu. À, trái ô liu. Thì bây giờ nhá, cái quả ô liu nhá, mình mua về, mình mua cái mà nó chỉ ngâm như ngâm giấm thôi thì nó rất mặn, các thứ. Thì mình về trước khi mình ăn á, mình lấy những cái quả mà mình muốn ăn, ví dụ là 10 quả, 20 quả thì anh biết, mình bỏ ra, mình cho nước vào, mình ngâm nước như thế. Mình đổ, mình rửa lên, mình đổ một lần nước, xong mình thứ hai mình cho vào nước thứ hai. Rồi cái quả cà nó bớt rồi, cái quả ô liu nó bớt rồi, ăn rất là ngon. Má lên, có khi má lên huyết áp á, thì cô okay. Có cái cách gì làm nhanh đấy? Làm nhanh thì làm như thế này, với lại bấm cái chỗ này nhá, cái này, cái huyệt này, bấm vào. Bấm cái đó hả? Dạ, bấm vào. Thì huyết áp nó chất xuống và tiểu đường sẽ xuống. Cái này hoặc là cái này nó gọi là huyệt hợp cấp. Cái này á, có nhiều cái ông thầy thuốc, ông ấy cho rằng mỗi một ngày mình chỉ bấm cái này mà mình chữa được tất cả các bệnh. Cái huyệt này gọi là huyệt hợp cốc, cái này gọi là bách hội, thấy không? Thành ra là nếu mình thuộc được những cái tên á thì mình thấy rất út. Hợp bách là 100 cái, cái này là dũng tuyền, nó ở ngay cái giữa bậc này đi xuống, nó là 1/3 cái này, nhưng mà nó ở cái chỗ họ này này. Mình cầm cái này nó ở đây. Ngày nào mình cũng xoa cái hột dũng tuyền. Thì cái này dũng tuyền là một cái dòng suối mạch. Thành ra là mấy cái người tàu họ đặt mấy cái tên huyệt đúng không? Để tối con bấm ngay đây cho má. Bình thường tối con hay ấn ở đây. Con ấn từ trên xuống, ấn xuống. Giờ con ấn ở đây ha. Đây này, ngay cái này này. Dũng tuyền, thấy không? Đó thì nó chỉ cần chữa một huyệt mà nó có thể chữa được hết. Sự thật đó nhá, nó ở bên đây nó cũng có nè, bên đây nó cũng có nè. Ai đau lưng á làm cái này nè, đau lưng đây nhá. Rồi cái chân nó là nhiều thứ lắm nè, mình cứ cầm cái gót chân thì là nó sẽ hết tất cả các bệnh. Cảm ơn. Muốn sống đến bao nhiêu? Má muốn sống đến 110 tuổi. 110 hả? Bây giờ làm như thế này 120. 120 luôn kìa. Nào đi rồi đó em biết nữa. 120. 120 luôn kìa. Chắc chắn 100% là chị đi, em đi trước chị. Không có đâu, không có đâu. Nhiều khi tôi tầm bậy tầm bạ có thấy bà má này kiêng hay lắm. Kiêng hay lắm. Chị có vui không? Em vui lắm. Em mà con cái nó chọc em không, nào thấy, cười thấy, đó. Thấy bà này có phước là có đàn con, có phước. Bây giờ nhá, nhìn lại đi, có gia đình nào mà các con nó thương mẹ như thế không? Chắc cũng có cô, nhưng ít mà lắm, chắc mình ít không lắm, biết. Ít lắm, ít lắm, ít lắm. Tụi nó quánh nhau ghê không? Nhìn ngoài đó. Con gái của chị với chị hay là? Dạ không, nó có gia đình riêng. Tại vì chồng nó là người Mỹ, mình cũng không muốn dính ra. Dạ. Vậy là cô ở mình hả? Dạ.
có một đứa gái mà ở mình. Thì má chín đứa còn ở mình nữa à, huống chi một. Đó, đúng rồi. Thấy bà hiền hòa, thấy bà không độc ác. Em thấy chị vậy là hạnh phúc á. Cái gì chị cũng biết, từ chừa mình vậy là quá giỏi. Lại muốn tìm hiểu chứ không phải muốn tìm hiểu. Mà từ nhỏ chứ không phải lớn. Mà cũng đâu uổng công cổ tìm hiểu, bây giờ cổ khỏe, cổ không có bệnh hoạn gì hết. Đúng. Cái đó là cũng là một cái điều mà không có uổng công. Đúng rồi, không uổng công. Học hỏi, tìm tòi để mà áp dụng trong cuộc sống của mình, để mình khỏe. Mình tự mình khỏe thôi. Còn ai mà có duyên thì gặp mình chỉ. Chính tôi đây này, tôi chỉ cho bao nhiêu người bạn thân. Thí dụ mình nói, phải làm thế này này. Không tao lười quá, tao lười quá nói một câu như thế, mình còn đâu có muốn nói cái câu thứ hai. Ráng hay chi? Nói hoài, mà mình thấy thương nó đó, nó bằng tuổi mình mà nó đi không được. Khốn khổ, có nhiều người ấy thì căng xe, rồi có nhiều người thì đau chân, rồi nó đủ các thứ bệnh hết á. Đẻ mà nói, còn bị mà. Rồi nó nói mình sao hay không? Dù may mắn. Nó nói một câu như thế mà nghe được không? Nó nói dù may mắn. Dù may mắn mới không bị bệnh. Chứ ai cũng bị hết. Nhưng mà thật ra là cổ tự không tìm phải. Tòi cho cổ. Chứ không phải. Cũng như là mình đau cái chân. Dĩ nhiên may mắn là một phần, nhưng mà mình cũng phải hiểu biết nữa. Người ta nói rằng là thiên tài không phải tự nhiên nó thành thiên tài. Mà nó phải học hỏi. Đúng rồi, phải học. Chứ không đâu có phải tự nhiên. Với lại siêng năng nữa cô. Đang làm theo những cái mình khi biết. Nhiều khi là tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ hết các thứ chắc anh ấy đến. Có cái gì mình đi ra, đi bộ lắm. Thích đi ngoài đường, thích thở không khí. Lên hai. Rồi, em ra. Má có học được chăng? Không, má riêng lắm á. Má nghe là má làm theo á, nhưng mà má không biết, không có nhớ nổi không đó. Má có nhớ nổi không? Thì có gì má sẽ gọi cho cô. Đúng rồi. Dạ. Chắc má. Biết con à? Dạ, tôi biết anh đùa thử hả? Cô coi YouTube mà. Tôi chỉ biết là con. Sao biết chỗ ta bắt? Tại vì tôi thấy anh vô đi mua mà. Chắc là hôm anh đi mua lốt sơ đó. Dạ. Mà tại làm sao anh không cho tôi địa chỉ? Ếch mặt nó không biết được chứ. Ếch mặt nào không có nữa. Nó không, tôi hay đi Ếch mặt ở Annadale. Anh không phải mua cái chỗ đó. Là tại vì tôi, cái chỗ của anh nó to lắm. Là của không, con Ếch mặt bột. Ờ, đó đúng rồi, tôi bảo rằng anh phải. Nhưng mà Ếch mặt nó không có. Nghĩa là nó không có nhiều, đúng không? Tại vì tôi thấy anh vô Starbucks. Tại vì thế tôi mới bảo tôi đi Starbucks được. Em chào chị, em hay quá. Đi bộ với cô qua bên chỗ xe của cô nữa. Cậu đang để đây mà. Không để đây, cô để xe đây mà. Dạ, là tại vì mọi khi đó tôi hẹn ai tôi cũng hay hẹn ở Starbucks. Vì thế tôi mới cái cô bạn mà đi đâu á, cô hay ở Springfield thì đi cho cái anh đây đón tôi. Uống cà phê hoài thì đó, tôi thấy anh vô uống cà phê mà cô quay mà cô không cho quay mặt, cô núp lùm, nhưng mà có chụp hình, có gì đưa hình lên của cô lên. Đây. Cái xe này là nó đi theo tôi mấy chục năm hả? Trời ơi, 24 năm quá lâu dữ vậy. Vậy hả? 24 năm 24 năm có 100 ngàn mai à. Rồi cô đi 24 năm là phải 300 ngàn mai. Đúng rồi. Rồi cô về mình giỏi. Cô về mình giỏi nha cô. Cảm ơn cô. Trời ơi, mấy hôm nữa mọi người đi ăn đám cưới vui ha. Dạ. Rồi cô về cẩn thận. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Good everything good. Chị mới gút, em gút chị. Khỏe quá trời thấy không? Khỏe quá. Má chạy xe được không? Không. Ờ, rồi xong. Vậy là thua rồi. Ok. Thôi đi. Dạ, cô đi rồi, cẩn thận. Rồi. Dạ. Bye bye cô. Dạ, bye bye cô nha. Dạ con cảm ơn. Dạ, cảm ơn cả má luôn. Ngon.
Dạ, dạ. Có gì con đưa điện thoại của cô cho má nha. Dạ, dạ. Dạ. Cô nhớ đón xem YouTube nha. Có. Không phải cô chạy xe cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Nhìn cái tướng cổ nhìn ha. Nhìn đâu nghĩ 85 tuổi. Con nghĩ người nhỏ con á. Ừ, đúng rồi. Đúng không má? Má to con quá. Má chân dài quá. Nhỏ nhỏ vậy, giống thơ có chừng nó già nó giống cô đó. Có một đứa con nữa. Con mấy mình riêng. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.